anh Tuấn nhé, đẹp tuyệt vời luôn, xe 3 tỷ rưỡi nhập khẩu này. Đấy, con Hyundai HT nhập khẩu nhá. Đây là Hyundai HT nhập khẩu, Hyundai MIT. Con này vẫn là tem xịn này anh Tuấn. Ừ. Vẫn tem xịn theo xe đúng không anh? Con này là 2 mấy anh Tuấn nhỉ? 22. 22 à? Em cứ tưởng là 20 mấy cơ. Hết đời luôn đấy, F160 mà. Kinh đời luôn hả anh? Mấy gờ luôn hả anh? Đời này toàn bộ đồ 5 tấn hết. 5 tấn hết rồi anh. Đấy, anh em nhìn này, xe của bác là con F160 là đời chấm hết của Hyundai 3 tấn rưỡi nhập khẩu nhá. Đấy, anh Tuấn đây rất là đẹp này. Anh ơi, con này đầy đủ chức năng không anh Tuấn? Con này đầy đủ hết chức năng không anh? Ồ, đầy đủ hết anh Tuấn nhờ. Đấy, đầy đủ hết rồi các bác này. Thấy thấy gương đúng anh? Thấy gương. Cái này là của anh. Cái này là cái gương, cái này là lưu tăng tải. Cái gì anh? Tăng tải tức là mình muốn vượt xe mình bấm phát là leo đèo là không cần phải hạ số. Ô hay nhờ. Con này hay đa. Bấm phát là nó leo ngay, nó tăng áp. Nó rộng dạ dạ như kiểu chạy sport đấy đúng không anh? Đúng. À hay nhờ. Thế con cần số là gần gù cho anh. Gần số này không? Cần số này chưa phải là gần gù đúng không anh? Ờ không. Phanh tay thì anh phanh tay gạt cho anh. Phanh tay gạt. Phanh tay gạt như kiểu bọn môn mà ấn là xuống đúng không anh? Ấn cái nào xuống. Hay nhờ. Con này giường các bác này, nhìn giường rộng 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 căng đét luôn các bác này. Đây, một giường một người đó làm sau đây các bác nhá. Giường một người làm xong rồi. Rộng thoải mái luôn. Đây chân côn đây anh em này. Chân côn đầy đủ hết này. Con này là căng đét chấm hết luôn anh Tuấn. Có nghĩa chấm hết của dòng nhập khẩu luôn. Nhập khẩu luôn. Đời 22 mà. Nhưng con này bây giờ có nghĩa là máy toàn bộ là máy điện mà chấm hết rồi nhập khẩu luôn máy điện. Chỉ có đời 22 không có 23 đâu anh nhỉ? Không, hết. Cái này trong này là hết luôn. Chấm hết luôn. Quá tuyệt vời luôn các bác nhá. Chỉ đội một cái dòng này rồi nó không được tải rồi anh nhỉ? Thế nên ra là anh em cũng chuộng thôi. Đây là các bác nhìn này, nó sàn xịn xe của anh Tuấn luôn này. Đó, nó sàn xịn luôn. Đấy, anh Tuấn rất cẩn thận nhá, bọc vết carbon để bảo vệ cái tắp ly nhá. Quá đẹp luôn. Đấy, anh em nhìn thấy xe của anh Tuấn không? Anh ấy thì vẫn là fan hâm mộ của dòng xe nhập. Quá đẹp luôn. Đó. Đấy, thôi đây mình đã sơ qua cho anh em ngắm chiếc xe của anh Tuấn thôi. Khi nào có cơ hội thì mình sẽ ngắm cho anh em. Anh ở với bên trai nhá. Đấy, em cứ bắt vẫn lên xe thôi. Đó, hôm nay thì những cái ngày cuối năm này thì cùng anh em rất là vui. Cái này quá là tấp lập luôn. Anh em gọi đi ủng hộ cho mình nhá. Đây, cả mình đây nè. Đừng có tôi nhìn tức đây các bác nhá. Đó, có cho anh em nhớ điện thoại cho mình theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23083. Đó, đẹp trai kìa.